Ngày trước ta chỉ... ...1975, các nhà báo chiến sĩ đã đặt chân mình lên các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, ghi lại những hình ảnh và thông tin về lực lượng quân đội nhân dân đang giữ gìn biển đảo. Thiếu tá, nhà báo Nguyễn Khắc Xuề là một trong hai phóng viên của báo Quân đội Nhân dân có mặt ở Trường Sa ngay từ những ngày đầu Trường Sa được giải phóng. Ngày 4 tháng 5 năm 1975, dù chưa từng đi xe máy, ông đã sử dụng một chiếc Kawasaki 250 phân khối chạy từ Sài Gòn đến Cam Ranh để kịp lên tàu cùng đoàn phái viên đặc biệt của Bộ Tổng Tham mưu ra Trường Sa. Với ông, đó là những ngày làm báo không thể nào quên. 14 cuộn phim, hàng trăm bức ảnh đẹp được ghi lại. Tấm ảnh mà ông tâm đắc nhất là đây. Đảo Song Tử Tây hùng vĩ và thiêng liêng với bộ đội cơ động tác chiến. Phía sau là lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền đất nước đã trở thành một bức ảnh mang tính biểu tượng, một tư liệu quý về sự kiện giải phóng Trường Sa. Đất nước thì thống nhất, nhưng cái công lao để đạt đến sự thống nhất đó là của cả hai miền. Cho nên trong hình ảnh mà thiếu đi một lá cờ, tôi cho nó không thể đúng lịch sử và thời điểm đó. Phải có cái cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với cái cờ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cho nên nó có cả cái phần xanh, phần đỏ, phần vàng. Chính vì thế đó tôi lùi bằng được và tôi phải lấy. Quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và quân đội, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã được nâng lên rõ rệt. Thế nhưng nơi đầu sóng ngọn gió thì họ vẫn phải đối mặt với bao khó khăn, thử thách. Là phóng viên báo Quân đội Nhân dân, tôi nghĩ rằng là mình và các đồng nghiệp thì cần phải tích cực xung phong ra Trường Sa để tìm hiểu, khai thác, viết nên những tác phẩm báo chí có chất lượng, phản ánh trung thực, sinh động về cuộc sống của những người giữ đảo. Khi mà đi vào các đảo thì phóng viên chúng tôi bao giờ cũng là những người được ưu tiên lên cái chuyến xuồng đầu tiên để vào đảo và cũng là những người cuối cùng lên xuồng để trở về.
các cái chuyến đi ra Trường Sa thì bao giờ cũng sẽ tranh thủ để đi được nhiều điểm đảo nhất. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn còn cảm thấy thiếu rất là nhiều thời gian, vẫn muốn mong muốn có thêm được nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu và khám phá thêm về cuộc sống của quân và dân ở trên đảo. Một phóng viên theo dõi tuyên truyền về lĩnh vực biển đảo nói riêng phải am hiểu sâu sắc về cái kiến thức về biển và đảo. Cái thứ hai là phải rèn luyện về sức khỏe. Đấy, bởi vì chúng ta đã biết là các cái vùng biển đảo của chúng ta là những cái vùng rất là khắc nghiệt. Vì vậy nên là muốn tác nghiệp tốt được ở các cái vùng biển đảo mà có những cái tác phẩm báo chí, báo hình, báo viết, báo nói sinh động thì trước tiên các tác phẩm được đăng tải ở trên các ấn phẩm của báo Quân đội Nhân dân là những cái tác phẩm có một cái sức lan tỏa mạnh mẽ ở trong công chúng. Có thể nói là các tác phẩm đó đã phản ánh một cách sống động cái cuộc sống lao động, sản xuất rồi sẵn sàng chiến đấu của bộ đội và nhân dân ở các vùng biển đảo. Đó là những cái tác phẩm thể hiện được cái tinh thần của chiến sĩ của chúng ta luôn luôn bám trụ ở nơi đầu sóng ngọn gió, ở cái nơi mà Tổ quốc cần bộ đội ở đó, ở nơi mà Tổ quốc cần người làm báo Quân đội Nhân dân ở đó. Việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta là nhiệm vụ rất quan trọng, mà đây phải là có cái sự đóng góp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Chứ nếu như mà chỉ một mình lực lượng quân đội của chúng ta thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế mà chúng tôi qua các chuyến đi, chúng tôi mong muốn là mình sẽ tạo ra các cái bài viết để lan tỏa trách nhiệm, ý chí, quyết tâm tới toàn đảng, toàn dân, toàn quân để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và thực tế là những bài viết đó đã đáp ứng được phần nào cái mục tiêu về bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta. Bên cạnh hàng nghìn bài viết có chất lượng về nhiệm vụ bảo vệ biển đảo trên các ấn phẩm và giao diện báo điện tử, mới đây, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Báo Quân đội Nhân dân đã xây dựng một website trực thuộc Quỹ vì biển đảo Việt Nam. Đây được coi là trang thông tin chính thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phấn đấu trong thời gian tới sẽ trở thành một diễn đàn giao lưu, trao đổi, quảng bá thông tin về tiềm năng, vị trí biển đảo Việt Nam tới mọi tầng lớp nhân dân. Thì hiện nay trong cái cuộc đấu tranh để bảo vệ các quyền và lợi ích của chúng ta trên Biển Đông, thì một trong những cái vũ khí rất quan trọng không thể thiếu được chính là công tác tuyên truyền giáo dục. Tờ báo Quân đội Nhân dân được giao nhiệm vụ mở cái trang web này để tạo một cái kênh thông tin chính thống trong cái lực lượng vũ trang để tiếp tục làm cái nhiệm vụ tuyên truyền về biển đảo này. Thì tôi cho rằng đấy là một cái chủ trương hết sức đúng đắn. Ngày 24 tháng 6 năm 2020, website đã chính thức được Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Đến nay, website đã đăng tải được hàng nghìn tin bài, video clip, audio, phóng sự ảnh, đảm bảo chất lượng, đúng tôn chỉ mục đích đã đề ra. Những kết quả trên đã thể hiện sự phối hợp tuyên truyền chặt chẽ giữa Báo Quân đội Nhân dân và lực lượng giữ gìn bảo vệ biển đảo Việt Nam. Để việc tuyên truyền thiết thực hiệu quả hơn, thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, hai bên, một mặt mở rộng nội dung tuyên truyền, mặt khác cần tập trung đi sâu vào các mặt thế mạnh của Cảnh sát biển để tổ chức nhiều hơn các vẹt, đợt bài, phóng sự ảnh về Cảnh sát biển. Cùng với đó là mở rộng các hình thức tuyên truyền phối hợp, không chỉ viết bài
mà còn tổ chức giao lưu, trao đổi, tọa đàm, mở rộng các thành phần tham gia để các hoạt động